chụp số bụng mai bóng phổn ngày ní nhom sầm lạ pi ca nghe nhom bật chân bật say kỳ lạ đó nhom màu khăn cài bay chắc chay năng ca uất nghe rồi viên pi bật say môi tờ bật say môi sầm lạp so này cứ cái lỗ sam bay cho buồn nên đây là hai sam buồn cái lỗ của ram bôi cho chôm phón hay phổ quát sai lại vía lo lo hay chen chen hay chôn mau mơ bật say ประเภทกระห้องหอมมาตรงที่มุ้ยที่ปูดประโยชน์ได้สำหรับแต่งานนี้คือมอนทำไมมอนทำไมให้กระโหลมาเพย์ประมวยเซลล์ตรีดปอสมบัติกระห้องបាសីមួយទៀតដែលខ្ញុំទុកដល់មួយរូមអញ្ញុំជុលអញ្ចឹងវាពេញមួយរូមនឹងទៀតបាទខ្ញុំយកវាប្រយុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំទុកដល់ដោរូមព្រោះពូជវាពូជឆ្លាយប្រយុទ្ធគីឡូ27ហើយមួយនេះដូចគ្នាគេហៅចៅចែចៅចែជើង2ពណ៌ចៅចែមើលមុខមើលរាងកាចក្រាបបងប្អូនឃើញស្រឡាញ់ឯមួយនេះជើងពីរពណ៌ហើយមន់ចាស់ល្មមប្រយុទ្ធនេះគេហៅវៃជំទង់ជើងពេញរុំកតែវៃដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបងប្អូនវៃវៃនេះវៃញាប់ពាករូបហើយអាប៉ាងនេះក៏វៃធម្មតាដែរមើលតាឡាំលើកទី2លើកទី3ដឹងថាអេមកបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តពីមើលបសីកីឡាទាំងនេះហើយខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលប្រភេទមេជំផន់និងមេឡាយអានបងខងមុខផ្ទះទៅទៅរៀបជួគ្នាទៅវាស្អាតហ្មងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងទៅទស្សនាមេជំផននៅខាងក្រោយមេជំផនប្រភេទមេដែលមានគីឡូធំនិងជំផនគុយបាជំផនខេសូទីជួបមេមួយហើយហើយយើងយកកធុងចំណៃយកធុងចំណៃទៅបាចឲ្យវាស៊ីព្រោះឲ្យស៊ីស្រស់ស្រូវមិនច្រើនណាពួរឬក៏ចោលលួចមន់ទៅយប់ឯហ្នឹងមានកងានមួយស្រ័យជាផ្ដាល់ព័ត៌មានមកដល់ពួកយើងដែរពីព្រោះនៅកន្លែងខ្ញុំនេះមានចោលមកលួចច្រើនលួចតាពួកអាឈ្មោះកូនប្រកាសជុំផនជុំជុំជុំបែបហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ទាន់ចាប់យកទៅត្រង់ហ្នឹងគឺមានប្រភេទពួកចោលមកលួចមន់អាជុំជុំជុំហ្នឹងច្រើននេះមេជំផនស្រីនដែលខ្ញុំទិញយកមកពីថៃសម្រាប់បង្កាត់បានកូនមកយកប្រយុទ្ធខ្លួនឯងនឹងលក់ចែកជូនដល់បងប្អូននេះក៏មេចៅចែដែរដែលខ្ញុំយកមកពីថៃដែរសាច់មូលល្អនេះអាឡាយខ្ញុំប្រឡែងឲ្យវាជន់ដើមដាសិនอ
ấy sầm ráp bong bong này trăng man phun mòn chôm phon small steel rồi gọp bánh chôl năng chôm phon mê ấy à năng khang cả than phôn miên chạy chun từ bong phôn đi là ngàn dương miên pram có ba bong phôn ngàn đời hà sầm là sóc diêm ca tuyệt trung. Bộ phim mê chung phòn bì chiêm ni chào trai con à con mê so đại nhầm vô mô bì thay nước ba thay mê thay đại ba mê một vọt chân nè chân ăn đồng đi kia đây chậm nên cứ miền đầy thông thì sau dân đạp ngã nó xin tới một ngày từng ngày ở bay thông từ lơ mòn mê mòn sam sọc ba nâng ở ngàn pram hay nâng con tui tay đọc một phây tiền toàn mà tiết chun mong phong tâm mê đại mê lò lò nó không trúng anh nhóm tâm bầm bay bị phong ni mê đại mê con ni nắng cứ mê coi bà như một cảnh mê mồi mê coi bà trong phong ai mong mồi tiết ni mê đại nhưng tâm bay bị con cứ mê trong phong nâng mê lại đại con mò miên một vọt lọp chứ nè tràn đồng ấy pui đại dương vô bây giờ tới khi nào vía miên là mặt thiệp đại miên con hiền si hiền bây giờ nó lơ sai viên ni cứ à chung phón cái lâu sam phật lạch cành trường khăng là gì anh ni mê đại mê mong mong dương san san miền thuộc miền san sạch mù tầm nền san lơ trung hay trung nấy dương ở đây giúp láng hay thay láng dương bật lên vì hái lơ bị mê spring miền này hay à lai môi đa đại cái lâu về mà phơi pi cái láng đô mà rôm nâng láng bây giờ sẽ viên ấy lai lập đạp nơi phong phía gì dương ok hay nhâm khang rồi tia cứ miền miền smile miền viên băng sa trên trăm trai dây nước nằm bay chia ca cầm sa nó rắm nó bỏ dương nơi bên ngay chỗ tầm lạ nơi ngay bị ngay thứ ca sa này cứ miền trai hiện nay nâng trai spong thứ ca bom rồi viên bay khai mà đó nó cứ miền trai chán hay thọt thọt hay cái bên nó cứ ti liên ấy cứ dương phần lên xem ra mọi món gì xem ai đồng bài viên miền sọc phèp lõ nâng có mọi vị chư nâng trong chung bình ấy cứ món gì cả xem ai nâng cứ món thọt sọc phèp lõ thì lại nhầm chấm đi chi tiết nhầm nâng bằng rít vì ở bàn thông chiêng sập ngày thì phù hợp nhưng mà phong lại chi riêng bằng ca này bùi món all all ឯងពុយមនប្រយុទ្ធដែលមានគុណភាពសម្រាប់ប្រយុទ្ធខ្លួនឯងនិងលោកចៃជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាដែលចង់បានពុយមនខាងកសិកម្មខ្ញុំនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0777625258សូមអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនសូមជួយ like និង subscribe មួយម្នាក់ផងបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូតបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើន។